Thách thức 30 ngày. Ngày 9. Trang báo Science Times đưa tin, các nhà khoa học đã bình chọn rằng con ong là loài vật quan trọng nhất đối với con người. Hơn 70% sản lượng nông nghiệp của thế giới là phụ thuộc vào loài ong. Điều này không mới, mà chỉ là xác nhận điều mà bộ óc thiên tài của thế kỷ 20 Albert Einstein đã nói trước đây. Nếu loài ong biến mất, thì con người chỉ sống được thêm 4 năm nữa thôi. Lạ lùng không? Bài báo cũng cho biết, ong là loài duy nhất không vận chuyển mầm bệnh gì. Nói cho dễ hiểu, dù rằng con ong đậu vào những bông hoa khác nhau trên các loại cây khác nhau, nhưng chúng không đem mầm bệnh từ chỗ này lây sang cho chỗ khác. Lạ lùng không? Trên chuyên trang khoa học vật lý vi.org cho biết, loài ong có khả năng kiến trúc siêu hạng mà các kỹ sư phải học. Loài ong xây tổ của chúng theo những ô lục giác liên kết nhau, làm cho kết cấu của tổ chắc chắn. Các ô lục giác này được chúng xây dựng tùy theo địa hình mà có độ nghiêng và kích cỡ khác nhau. Dù ở địa hình nào, thì loài ong cũng có thể làm tổ với cấu trúc tối ưu nhất, hiệu năng nhất và linh động nhất. Lạ lùng không? Ai đó đã dựng nên loài ong để phục vụ cho sự sống con người và để con người học theo. Thank you.